皆さん、しっかり聞いてくださいね。では、大平
先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。私の名前は井ノ脇の大平誠です。じゃあ、だから大平誠って言いますけど、後ろの人聞こえますか、声。はい、今回は病院の音声。はい、じゃあ早速始めます。皆さん、これ見たことあります？これ今回見てくれないことでしょ。今日持ってきたんだけど、静岡違います。はい、正解です。
日は特別にサービスで、ね、いらっしゃってね。北海道、まあ、北海道、今回は北海道に行ったことある人、なんか北海道は札幌です。札幌、はい、ああいいな札幌。あのものすごいあの距離がまくて、北海道で一番大きな町、それが札幌。札幌は札幌じゃないかな。で僕ね、あの北海道で生まれました。あ、どうにかその北海道は。北海道の連絡、北海道。北海道ね、これ日本の、そうなんです。一番北部分の北海道、この、ちょうど真ん中ぐらい、この、旭川市っていうところに生まれました。あ、北海道、新大阪府、旭川、中、中、中、中心部、北海道だ、北海道。みんなね、北海道に行ったことない、北海道に旅行に行きたい人。よかったな、自分で北海道。今ね、北海道はね、いろんな海外の国から景色が綺麗だということでね、いろんな外国の人が旅行に来てくれてます。và hôm nay tôi thì đã được nổi tiếng ở các nơi trên thế giới, được bạn bè ở các năm châu biết đến, nên là mỗi năm đều có rất nhiều lượt khách quốc tế đến thăm Hokkaido. Hôm nay thì ずっと住んでるところが大変なんですよ。Nhưng mà các bạn biết không, tôi sống ở Hokkaido suốt cho đến năm 18 tuổi, thế nên là tôi cảm nhận được cái sự khốn khó trong cuộc sống của Hokkaido. Tôi sống ở thành phố Asakawa, Nhật Bản, một trong những nơi mà tôi sống ở Asakawa được mệnh danh là nơi lạnh nhất Nhật Bản. Nhưng mà tôi sống ở Asakawa, 1日でね、これぐらい、こんな指をくれます。Vào mùa đông ạ, thì ngày nào tuyết cũng rơi ạ, và đến có những ngày thì mỗi ngày tuyết sẽ rơi khoảng đến đầu gối các bạn, và có những ngày nó sẽ chất chồng lên nhau đến 5 mét ạ. で、あの、だろう、雪いっぱい降っててね、あの小さい頃、雪をね、ここら中の雪を食べて、雪がね、ただで食べてる。và các bạn nếu mà đến Hokkaido thì có thể được ăn tuyết thoải mái luôn ạ. Mình là ice cream. Gì là gì ice cream? Mọi người có thích ăn kem không ạ? Đấy rồi nhé. これ何度ぐらいで冷やすか冷蔵庫で。冷蔵庫で冷やすのは溶けるでしょ。何度ぐらいで冷やすの？Các bạn nghĩ là kem để trong tủ lạnh thì ở nhiệt độ bao nhiêu thì nó sẽ không bị chảy ạ? Nhưng mà nơi tôi ở Asakawa thì nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C ạ. Và nếu các bạn đi ra ngoài vào mùa đông thì có thể chết lại luôn ạ. Và mùa đông ạ, nếu mà hơn là việc mà chúng ta cho vào tủ lạnh, các bạn chỉ cần để ra ngoài một lúc thôi thì nó sẽ bảo đá luôn ạ. Và tôi đã sống ở Hokkaido cho đến năm 18 tuổi ạ. Và đây là những hình ảnh hồi nhỏ của tôi ạ. Các bạn thấy là hình ảnh này có rất giống với cả con trai của tôi hiện nay đúng không ạ? Tôi cũng đang rất là lo lắng, không biết là mai sau có giống tôi không ạ? Thế này,
景色を見て、こう思いました。こんな田舎に一生過ごすのは嫌だと。都会に行きたい。俺は都会に出たい。まあ、こう思いました。và suốt ngày nhìn những cái hình ảnh đồng xanh thì nó thì tôi đã chán gần ở vùng nông thôn tại đâu như thế thì tôi rất mong muốn á được chuyển đến thành phố sống và làm việc ạ. Các bạn chắc hẳn đều đã biết Tokyo phải không ạ? Và Ibaraki là một tỉnh ở ngay cạnh Hokkaido, ngay cạnh Tokyo luôn ạ. Và tôi đã mong muốn là được vào trường đại học Tsukuba ở Ibaraki ngay gần Tokyo. Mọi người có biết trường đại học này không ạ? Tsukuba. Mọi người biết không ạ? Có một vài bạn biết ạ? Đây là một trường đại học rất là nổi tiếng ạ, và có rất nhiều học sinh thông minh và giỏi giang vào trường này. Thế nên là khi mà tôi nói là tôi học ở trường đại học Tsukuba ra thì không ai trong công ty của tôi tin hết. Thế hôm nay tôi phải bức ảnh chụp ảnh thẻ sinh viên của tôi ra để cho mọi người chứng minh cho mọi người biết là tôi đã học trường này. もうこれでやった、都会で暮らせると思って、このこれでいつも近くの学校の田舎から都会で暮らせると思って、ウキウキしながら大学に行きました。Và tôi thì sau khi mà đã đăng ký vào trường đại học Tsukuba thì tôi rất là mong muốn ạ, bởi vì từ trước đến nay đều mong muốn được sống thành phố ạ, thế nên là rất là vui vẻ hứng khởi để chuẩn bị đi đến thành phố để ở. Thoát khỏi được cái không gian đồng xanh đồng xanh như này của nông thôn ạ. Nhưng mà sau khi chuyển đến trường tôi mới thấy là hóa ra xung quanh trường tôi chỉ có cảnh tượng như thế này thôi ạ. Không có gì thay đổi ạ. Thế nào rồi? Tôi nghĩ cái gì cũng không có gì thay đổi. Các bạn thấy là không có gì thay đổi đúng không? Nếu mà đổi cảnh này sang cảnh kia thì cũng không có gì khác nhau hết đúng không? やってしまったのこれ。ここで4年間過ごさないとダメだと。もうがっかりしました。本当に。まあ、私とみんな、こう、4年間大学で、どういう会社がいいかと探してる人、みんなも探していると思うんだけど、都会の会社を探してる。すごいいい会社ですよ。それが、今のコーポレーション。Và tôi thì đã cố gắng chịu đựng ạ, cái cuộc sống ở trường đại học 4 năm như thế, nhưng mà không bao giờ từ bỏ cái ước mơ là được sống ở thành phố ạ. Tôi đã đi tìm các công ty việc trong thành phố ạ. Các bạn thì cũng chắc là cũng hay đi tìm việc rồi đúng không ạ? Bắt đầu đi tìm việc rồi đúng không ạ? Thì tôi cũng đã tìm được công ty Inox ở trung tâm của Tokyo ạ, có trụ sở ở trung tâm Tokyo. Inox là Tokyo ở trung tâm của Tokyo, và chúng tôi đã tìm được công ty Inox. その時に、実は面白いわけですよ。彼女が茨城県にいたんですよ。そうすると近いんで、毎週会えるなと思って、思わずに帰ろうと思って、入社試験を受けました。まあ、tôi thì đã quyết định thi vào công ty Inox bởi hai lý do. Một là Inox thì tôi được thường nhìn thấy trụ sở vô cùng hoành tráng ở trung tâm Hokkaido, trung tâm của Tokyo. Và thứ hai nữa là lúc đó tôi có người yêu ở Ibaraki ạ. Thế nên là tôi nghĩ là nếu mà vào làm ở Inox ở Tokyo thì tôi sẽ thường xuyên được gặp người yêu của mình. Và sau đây tôi xin được trình bày giới thiệu với các bạn một chút về công ty của tôi ạ. Công ty Inox thì từ bắt đầu từ sản phẩm đầu tiên là từ cao su.
オートバイ、オートバイ乗ってる人、ダンスコンだ。今日は明日は何番使用してないよ。何を？カメさん。本田は3つ目の質問で答えてますからね。本田、あ、もう一人じゃあ。có bạn nào đi loại trên máy khác không? Tôi là muốn đọc. Tôi mong muốn là có ba câu trả lời khác nhau không? Tất cả đều đi hoặc ra hết ạ. Nè, sang đi, để sang đi cho muốn đọc thì phải làm sao? Để muốn đọc nó phải thì có. Mùi, mùi. Đây là Inoak để sản xuất. Cả công ty Inoak thì đang sản phẩm lốp xe, đang sản xuất lốp xe. Đây là sản phẩm mà đầu tiên tôi đã giới thiệu với các bạn đúng không ạ? Ngay lúc đầu chính là gọi thư lên to. Smartphone. Các bạn đều đang sử dụng điện thoại đúng không ạ? Cái này chỉ rơi một cái là vỡ luôn đúng không ạ? Smartphone の中にNoakがこのスポンジが使われていると、どうしても壊れにくいです。Vâng, và trong chiếc điện thoại mà có sử dụng chất liệu của lên bọt lưu răng của chúng tôi thì dù có rơi thì cũng sẽ không dễ dàng bị hư hỏng. iPhone và ngay trong chiếc iPhone ạ, cũng có sử dụng bọt lưu răng làm chất liệu để giúp đàn hồi ạ, không bị rơi vỡ. Trong khán phòng của chúng ta thì có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp đúng không ạ? Vậy những bạn nào thì đang sử dụng mỹ phẩm ạ? Các bạn nào đang sử dụng mỹ phẩm hàng ngày không ạ? Các bạn đang sử dụng mỹ phẩm của thương hiệu nào ạ?資生堂、ありがとうございます。化粧水、資生堂の化粧水はこういう容器に入っているんですけども、これもイノワークで作っています。thì chúng tôi cũng đang sản xuất cái chai lọ như vậy. このようにですね、いろいろな皆さん知らないところで、Inoak の製品がたくさん使われてます。và có thể các bạn không nhận ra đúng không ạ? Thương hiệu của chúng tôi thực ra thì xung quanh ạ, các bạn đang sử dụng hàng ngày ấy, có rất nhiều các sản phẩm của chúng tôi đang sản xuất. Inoak Corporation, いろんな事業ですね、多くの製品を作っている会社です。Và công ty của chúng tôi là công ty sản xuất rất nhiều các sản phẩm trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Và tại sao công ty của chúng tôi lại sản xuất nhiều sản phẩm trên nhiều lĩnh vực như vậy? Thì nó xuất phát từ chân lý kinh doanh của công ty chúng tôi ạ. Đó là nuôi dưỡng một cái cây cho chúng tôi mong muốn tạo ra một khu rừng với nhiều cái cây mang cả lý riêng ạ. Và điều này có nghĩa là gì ạ? Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra một sản phẩm mà chúng tôi muốn tạo ra rất nhiều sản phẩm để từ đó tạo nên cánh rừng của công ty nhé. Giờ,
105箇所で会社があります。世界で刚才在银行补充多一点的，然后保护将军刚进来，都大哥这里的人。对，阿杰啊，哇，三星的工厂和会社啊。那欧洲啊，这个啊，厉害公司就是不工业工厂买补充多的。公司哇，三万五千米。那现在呢，搞大那让你那边哪里招工的补充多？3万5千人で2枠の補正空きを世界中で今やっています。然后起来对于这些产品我们想说我们都望望望大家人才入手的人才我们要给他给大家改正人才我们要放在心里头。話は戻りましてですね、私昨日は国に入社しました。で東京で働きたかったので、東京の営業を希望しました。私、出来、東京の来や。私は本来の東京を来た。で、ルーターに私は、当時は、ピーバーを取りに行くの。で、それが出来た東京を。で、希望通り東京になりまして、営業になりまして、新規開拓営業をしようと、というふうに言われました。và tôi có nguyện vọng là được vào phòng kinh doanh ở Tokyo và được đúng theo nguyện vọng của mình, tôi đã được theo phòng kinh doanh với nhiệm vụ là phát triển dự án kinh doanh mới ạ. Nhưng mà rất tiếc là không phải ở Tokyo mà tôi đã phải làm việc ở Nagoya.だから東京行くの名古屋で滋賀県、滋賀県で大きな湖があるとこの場所を新規開拓してくださいと言われます。だから後で私は任務は発展する経済会社の滋賀の広告を覚えてます。僕、ここに彼女は茨城県にいました。で、ここになっちゃいました。名古屋になっちゃいました。で、地図で行くと、これだけしかないけど、これ、車で8時間。8時間かかります。はい。で、今、私は、先生、皆さんは、私は、可以用意訳。でも、後で、私は、中央学で、名古屋、で、皆さん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 、皆で8時間かけて1週間に1回通ってました。ごめんなさい、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 từ một tuần gặp một lần, sau chuyển sang hai tuần gặp một lần, sau đó thì bốn tuần tiếp tục gặp một lần, và cuối cùng là hai tháng gặp một lần, và cuối cùng là như thế này, tôi đã phải chia tay người yêu của mình. もう彼女と別れちゃったんで、僕にはもう仕事しかありません。và sau khi chia tay người yêu của mình thì tôi chỉ còn có mỗi một mục tiêu đó là phấn đấu với công việc thôi ạ. Tôi có một câu hỏi cho các bạn biết phát triển dự án kinh doanh mới là công việc như thế nào không ạ? Có bạn nào biết không ạ? Các bạn thử đoán xem công việc này sẽ là làm cái gì ạ? Phát triển dự án kinh doanh mới.新規開拓営業はね、大きな机の上に座ってコーヒー飲みながらゆっくり
違います。可哀想に思ったのに、僕の先輩が
で、じゃあちょっと日本語を見せてやる。こういうふうに会社の先輩が言ってくれました。và khi nhìn thấy tôi rất là khó khăn khổ sở. Thực ra với việc gọi điện thoại cho khách hàng như thế thì một người tiền bối của tôi đã quyết định là chỉ cho tôi cách làm bạn đấy ạ. Và ông ta sẽ thay áo tôi cũng có lẽ này là sẽ phải của nhưng mà lúc đấy thì tôi cũng nghĩ là tôi thì cũng đã khó khăn như thế này, chắc chắn là anh ấy cũng có thể dễ dàng có được cái công nghệ của một khách hàng như thế. Vâng. Và người tiền bối của tôi thì đã gọi hai cuộc điện thoại. Để ý kiến tôi thôi chẳng có. Nhưng mà các bạn biết đấy, chỉ gọi hai cuộc gọi thôi thì nhưng mà cả hai cuộc gọi thì thành công luôn ạ. Và đã liên hệ gặp một người khách hàng. Tôi là vô cùng bất ngờ. Ủa như thế nào cô này? Tại sao lại như vậy? Thế, chúng tôi chỉ ý tập sẽ phải là tôi cứ tôi 僕の英語の仕方全然違ってる。và sau khi xem cách làm của người tiền bối đó thì tôi mới nhận ra à hóa ra cách làm của tôi và cách làm của anh ấy hoàn toàn khác nhau. 何が違ってたか。先輩は受けるお客さんの情報を事前に調べて、で、もうそのいろいろ製品があるんですけど、それを俺が入れそうか。考えて、それから電話してた。僕の場合は、いやー買ってください。うちいっぱいあります。何でもいいから買ってくださいってやってたのを、絞ってですね、製品をかけてました。Vâng, cách làm của anh ấy thì là như thế nào? Anh ấy trước khi mà gọi điện thoại cho khách hàng thì anh ấy sẽ tìm hiểu các thông tin của khách hàng. Sau đó thì thử suy nghĩ xem là, vậy đối với cái nhu cầu khách hàng như thế thì ra nên tư vấn cái sản phẩm gì của công ty mình cho họ là tốt nhất. Sau đó anh ấy mới gọi. Còn cách làm của tôi thì chỉ nói với khách hàng là hãy mua sản phẩm này của công ty tôi, hãy mua sản phẩm kia của công ty tôi ạ. Chỉ như vậy gọi cố gắng ép buộc họ đúng không ạ? Mong là họ có thể mua sản phẩm của công ty mình. Vậy, anh ấy chấp nhận. Tiền bạc của thì số sản phẩm đó, 3% これじゃなかった。 70% 3回かけたら2回はアポイントを取れるようになりました。và sau khi nhận ra điều đó thì tôi đã quyết định cho cách làm của người tiền bối của mình và đã thu được một hiệu quả vô cùng to lớn đối với tôi ạ. Đó là từ 3% ạ thì đã lên đến 70% hiệu suất mà hẹn gặp được khách hàng của mình. それはもうすごいことです。最初に私聞きましたよね、僕のことベトナム人に見えるか。それ70%だったんで、それと同じぐらいやっぱり取れます。これは今でも取れます。同じ lúc này は、mọi người 70% mọi người ở đây đều nghĩ là tôi là người Việt Nam, giống người Việt Nam đúng không? Thì tôi cũng đã thu được những cái cuộc hẹn đến 70%, những cái cuộc gọi của tôi thì tôi đã có được 70% cuộc hẹn đối với khách hàng. Để, tập sản, ô khách sản.行けるようになったんですね。最初全然行けなかったで、お客さんに行きました。そしたら嵐、注文が全然取れないんです。でも、tôi đã gặp được khách hàng rất nhiều khách hàng, thế nhưng mà vẫn không có được một đơn đặt hàng nào hết. 注文が取れないと4ヶ月売り上げゼロでした。và cái tình trạng không có được đơn hàng như vậy đã kéo dài trong vòng 4 tháng liên tiếp. Và tất cả những cái sản phẩm đó là tăng trưởng. Có được chưa? Không có tiền. Không có lại tiếp tục quản lý. Và khi mà tôi không lấy được một đơn đặt hàng nào trở về công ty ạ, thì đã bị trưởng chi nhánh của trách rất là nhiều và nói với tôi là anh có muốn đi trở về quê sống không? Đã nói với tôi thế và tôi cảm thấy rất là đau khổ ạ. quãng thời gian rất là khó khăn của tôi. 4ヶ月経って何がいかんのだと考えてきたんです。và lúc đó thì tôi đã suy nghĩ lại cái cách kinh doanh của mình. それまたあの電話かけた時と同じように自分の売りたいものを買ってください、買ってくださいってやつだ。và giống như là cách mà tôi đã gọi điện thoại
thì cách mà tôi tư vấn sản phẩm cho khách hàng như vậy, tôi chỉ nói là sản phẩm của công ty tôi rất là tốt. Anh hãy mua sản phẩm này của công ty tôi, anh mua sản phẩm kia của công ty tôi ạ. Theo kiểu rất là đầy đủ đúng không ạ? Và đương nhiên kết quả là sẽ không có một đơn đặt hàng hết, bởi vì đối với khách hàng thì điều đó không cần thiết đúng không? Những sản phẩm mà tôi muốn bán nhưng mà khách hàng đối với khách hàng thì đó lại là không cần thiết. Và từ đó tôi đã quyết định là thay đổi cách kinh doanh của mình. で、どういうことが欲しいかっていうのを聞いて、それを解決することだけに力を入れてます。và tôi đã quyết định thay đổi trong sang kiểu khuôn, tức là kéo ạ. Tôi cũng tìm hiểu xem khách hàng của mình đang phải vấn đề gì, khó khăn gì. Sau đó thì nghĩ xem là mình nên tư vấn cái phương pháp giải quyết cái khó khăn đó cho họ như thế nào và sản phẩm nào thì họ nên mua. Và trong lúc mà nghe những cái khó khăn của các của khách hàng như vậy thì nhiều lúc không phải là những cái sản phẩm của công ty tôi đã đáp ứng được cho nhu cầu của họ, mà tôi nghĩ là sản phẩm của công ty bạn, đối thủ lại có thể đáp ứng được nhu cầu ấy, thì trong lúc đó tôi cũng sẽ mang cái sản phẩm của công ty bạn đến để tư vấn cho khách hàng của mình. Khách hàng nói, "Inoak cái mô hình này, nói rằng, "Cô ấy có thể mang đến cho tôi một sản phẩm tốt hơn." Như vậy, cô ấy có thể mang đến cho tôi một sản phẩm tốt hơn. Như vậy, cô ấy có thể mang đến cho tôi một sản phẩm tốt hơn. Và lúc đó thì các khách hàng của tôi đã nghĩ rằng là vậy khi mà mình tâm sự những cái khó khăn, những cái vướng mắc của mình cho ông Ohida thì ông ấy nhất định sẽ tìm ra một cái phương pháp này đấy cho công ty của mình. Chính vì thế mà tôi dần dần có được niềm tin từ khách hàng. Tôi thấy mô tôn tổ chức tốt nghiệp gì đó và các bạn sẽ chỉ muốn một loại điều gì đó. Và cũng như thế, một cách tự nhiên ạ, thì doanh thu của tôi đã càng ngày càng tăng lên ạ. Mỗi ngày, 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 mỗi この辛い状況を乗り越えたら自分が少し成長できると強くなれる、まあ、こういうふうに思ってました。và suy nghĩ của tôi lúc đó là nếu mà tôi vượt qua được những khó khăn này nhất định tôi sẽ thành công. まあね、皆さんこれから働き始めて強いを辛いこと嫌なこといっぱい起こってきます。và tôi cũng nghĩ rằng là từ bây giờ khi các bạn bắt đầu đi tìm việc đúng không ạ, vào công ty và sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn như những cái việc mà mình không thích. Sau đó, và lúc đó thì các bạn ấy cũng hãy nhớ rằng là chúng ta chỉ cần vượt qua những cái khó khăn đó nhất định chúng ta sẽ thành công, trở nên mạnh mẽ hơn ạ. でまあ、そういうふうに日本で働いているときに売り上げがナンバーワンの営業になりました。まあ、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 và từ đó thì tôi đã có được sự tín nhiệm của công ty và công ty cũng giao cho tôi rất là nhiều các công việc khác nhau. Và từ đó, trong 1 năm trước,
る前に、じゃあメルボルンに行かないとこい、営業してこい、こういうふうに言われてきました。Và tôi đã được giao nhiệm vụ là đến Việt Nam để phát triển kinh doanh mới ở Việt Nam. じゃあ、私がなんでベトナムで働いてると言われたかというと、ベトナム人見えるか、顔が見えるか、違います。Và tại sao tôi lại được giao nhiệm vụ là đi đến Việt Nam để phát triển kinh doanh ở Việt Nam thì không phải là do khuôn mặt của tôi giống người Việt Nam ạ. Mà này, ベトナムはすごい経済がVà Việt Nam thì bây giờ là một nước đang phát triển đúng không ạ? Có rất kinh doanh ngày càng cao đúng không ạ? Chị con được phát triển. Thế còn mà Việt Nam thì tôi đã đến đây. Ô chí ra đặt là もっと Inoa Cup の売上を増やすだろう。こういうふうに会社を売って私をベトナムに増やした。Và công ty của chúng tôi thì đã nghĩ rằng còn với những cái thành tích mà tôi đã đạt được như thế thì nếu mà tôi đến Việt Nam và phát triển làm kinh doanh ở Việt Nam thì nhất định doanh thu bán ra của công ty chúng tôi sẽ càng ngày càng cao hơn ạ. Các bạn nhìn bản đồ này thấy là bản đồ của Nhật Bản và bản đồ của Việt Nam thì có chút giống nhau đúng không ạ? Có giống nhau không ạ? Các bạn thấy đấy, đúng không? Nếu mà so sánh đúng không? Đóng sang thì đúng là vào chính giữa của trung tâm, chính giữa của Hokkaido chính là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, đúng không? Và tôi nghĩ ở đây cũng là một định mệnh rồi. Hiện nay thì ở Việt Nam, công ty tập đoàn của chúng tôi có 4 chi nhánh ạ. Đó là chi nhánh đầu tiên ở Hà Nội là Inoue Lopper Adapter Việt Nam, được thành lập vào năm 1997 và đang sản xuất lốp xe ạ. Chi nhánh thứ hai là Inoue Việt Nam ạ. Được thành lập vào năm 2005. Đây cũng là nơi mà tôi đang làm việc thì đang sản xuất chất liệu ở các sản phẩm của chất liệu bò polyethylene cũng như là cao su. Chi nhánh thứ ba là Inox Living Việt Nam được thành lập vào năm 2016. Thì chi nhánh này thì hiện giờ đang sản xuất các cái sản phẩm đệm mà các bạn đang sử dụng ạ. ホーチミンの方にですね、ノンアクポリマーベトナムという会社があります。ここはウレタンボールの加工とアクポムの加工をしている会社です。Và chi nhánh thứ tư là chi nhánh của thành phố Hồ Chí Minh ạ, được thành lập vào năm 2012 và hiện giờ cũng đang nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm liên quan đến bò ưu tiên tăng. でこの4社でですね、ベトナムでノアクの製品を売って、ノアクの森を広げつつあります。さあ、ブルーボーチ内、ソラドとオジミキでない、キチトラダンダサトボイノア、ダブラモフズ、キノアクチベントリナム。カラオケ。みんなカラオケ好きだよね。私カラオケの結婚式結婚の時なよく読まれますね。はい、どこに行って学生結婚の時なよ。みんなが学生行け。
quá. Và có một mình tôi đã đi cả cả các chiều nữa, hai đám cưới đó. Đúng là nhưng mà cái việc làm đấy là tôi 15人 của nam giới tổ chức đó. Và bây giờ thì ở Inox Việt Nam thì tôi đang làm việc với 15 người Việt Nam. Và nhiệm vụ của tôi ạ, đó là bằng những cái kinh nghiệm mà mình đã có ở Đại Nhật thì tôi mang đến Việt Nam và truyền tải lại cho những người có công những nhân viên công ty của chúng tôi tại Việt Nam để giúp cho công việc cũng như kinh doanh của Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Và tôi sẽ một người một người hợp tác kinh doanh style を作ってお客様に信頼される営業チームを作りたいと思っています。và tôi mong muốn là có thể tạo ra được một nhóm kinh doanh mà sau khi mà làm việc và bắt đầu làm việc sẽ có được cái niềm tin của khách hàng. Thầy cũng nè, nha sản của anh ấy cũng chỉ có tham gia sự kiện đã đại thế, cũng rất là vui vẻ. Hôm nay được nói chuyện cùng với mọi người, tôi cảm thấy rất là vui ạ. 皆さんも一緒にイノワークの思いを作りましょう。以上で私のお話を終わります。ありがとうございました。ドーナーライバルになります。
ちがいるのか皆さん知りたいでしょうね。はい、各チームのリーダー手を挙げてください。リーダー、リーダー、みんなよく見えますか？チームのリーダー、はい、いいですね。はい、各チームのリーダーは、今ですね、チーム名と今の気持ちちょっと一言お願いします。いいですか？さくさくいきますよ。はい、ここからですね。はい、統計、統計の何か、前から下、順番で、はい、お願いします。ごめんなさい。私の一番親友は友人の友人です。Thank you.
仕事の時に興味を持っています。
まあ、水曜来たから、勉強委員会、水曜会社を拍手したいなと手を書きました。ありがとうございます。11時35分に戻ってください。